Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh youtube Gác Chuyện Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ chuyện mới được thu âm Và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện à, Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ chuyện ngày hôm nay Bà Hàn rất thánh diện là trong đời Không một người đàn ông nào sờ được vào thân thể bà Dù chỉ là một lọn tóc Hồi 15 tuổi Cái tuổi hãy còn vô tư Bà đã được hứa hôn với con trai cả của Kim bậc danh giá trong làng Trước lễ cưới ít lâu Người con trai té cây chết Cụ Hàn bố cứ nhắc nhở là Trung thần bất sự nhị quân Tôi trung không thờ hai chúa Cho nên Tiết vụ bất tòng nhị phu gái tiết không thờ hai chồng. Kết luận, cụ ra lệnh con để tang chồng 3 năm tròn. Mãn tang, cụ gửi con về nhà chồng, dĩ nhiên chẳng còn chồng nữa. Cô gái lớn lên và già đó, quá muộn và trinh trắng, đầy phẩm hạnh, mòn nhẵn với thời gian như viên sỏi bị nước mài rũa. Cho đến năm vào tuổi 70, từ khi nào chỉ có trời mới biết, bà Hàn coi đàn ông là đồ vật bẩn thỉu. Bây giờ cũng vậy, Tuy đã thất tuần, bà rất nhạy cảm trước mùi đàn ông và bày tỏ vẻ gây tởm bằng cách nhíu mày. Ai mà có mùi mồ hôi thì được bà mời tránh xa, khỏi phải màu mè. Bà cũng không thích trẻ con, có lẽ tại thói quen lâu ngày của cuộc đời đơn độc. Từ lâu bà con trong họ đã vận động tu xếp để bà nuôi một trong những đứa cháu, nhưng bà không nhận. Trẻ nhỏ, Tuổi nó đánh hơi thần kỳ, cũng không ưa gì bà cô thiếu ngọt ngào này. Một hôm mấy đứa cháu gái đòi bà kể chuyện Ngày xưa có nhiều chuyện ghê gớm xảy ra Chuyện gì với bà? Bàn đêm họ bắt cóc mấy bà quá Thế ra à, bà? Mà ai bắt cóc họ vậy ạ? À? Mấy tụi lưu manh Mà tại sao chứ? Để hiếp họ Hiếp là gì hả à, bà? À cái đó tụi con không cần biết Tụi con Bàn đêm bà rất sợ Bà run Bà Mà tại sao lại là bà Bởi vì họ ưa bắt cóc những cô gái xinh xắn Nhưng bà là bà cô già mà Thời đó bà rất xinh Bà phải bôi nhọ lên cho thành xấu xí đi Thiệt đấy hả bà Bà lại kể cùng câu chuyện này cho các cháu gái trong dịp khác Mới đầu thì chúng còn hỏi tới hỏi lui vì tò mò nhưng rồi cứ nghe hoài một chuyện Thét trúng nản Cảm thấy bị bà dùng làm thính giả bất đắc dĩ. Chán ngắt Nên tìm cách tránh Bà Hàn than phiền là tụi con gái Thở nay đứa nào cũng xào trá vô dụng Rồi rút về phòng nằm dài Phòng bà luôn luôn ngăn nắp Bà thường trực tự lau chùi Giống tìm ra người Làm không có khăn gì Vì sống một mình Bà bị ám ảnh về mục vệ sinh ngăn nắp cho chính bà và người chung quanh. Toàn thị tộc họ Hàn kính trọng bà, niềm kính trọng lớn theo đối với những người có tuổi. Bà là người lớn tuổi nhất trong họ, lại nữa bà là con cháu của chi phái cả họ Hàn. Tuy đã già, nhưng tuổi tác không đánh dấu mấy trên mặt bà. Tầm vóc bề thế của bà làm người ta không chú ý đến mấy lời phàn nàn. Thời son trẻ Chắc bà không có cái đẹp tế nhị và mong manh Và thường như ở những người đàn bà không hề sinh nở Lưng bà không còng Mắt không xếp nếp Mũi và tai vẫn giữ được vẻ thanh tú Vết nhăn trên mặt không sâu lắm Và gân bàn tay hãy còn mềm mại Khi buồn chán Bà thường đi thăm cô em dâu họ xa làng dưới Cô em dâu này Bà Phúc cũng quá Nhưng không còn trinh Hồi 17 tuổi bà đã có chồng là em bà con của bà Hàn, người chồng mới 12 tuổi. Hai năm sau, ông chết vì bệnh dịch. Người đàn bà hóa sống với bố mẹ chồng trong gần 20 năm trời. Khi ông bố chồng chút hơi thở cuối cùng, bà cất một túp nhà tranh ở làng dưới để canh tác đất đai. Mặc dù trẻ hơn bà Hàn 4 năm tuổi, nhưng trông bà Phúc lại già hơn chị họ. Nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt da màu đồng và bàn tay gân guốc như đàn ông. Khi bà Hàn ở nhà bà Phúc, và bà này muốn cắt trái bí bà hàn cầm phụ một tay hay khi bà phúc ngồi vào xa bắt đầu kéo sợ bà hàn giúp quấn chỉ vào trục và nếu bà phúc mỏi muốn nằm nghề thì bà chị họ cũng nằm bên cạnh chốc lát bà hàn chẳng bao giờ quên tự hỏi tại sao cô em dâu họ mặc dầu chỉ có một thân một mình chẳng phải lo cho ai lại có thể để căn phòng bừa bộn đến thế một hôm bà hàn ghé thăm bà phúc nằm lại chưa một lát và dẫu trời không lạnh bà cũng bị cảm gia đình cho người đi hút thuốc tàu ở ông lang cách đích hai cây xuống khi một trong những người chóng vào phòng bà với ấm thuốc trên tay bà nói bất ngờ khi thím chết mà chôn thím trên núi của tổ tiên nhé sao thím nói gở vậy uống hết thuốc này là thím khỏe liền anh ta trả lời mà trong đầu nghĩ đúng rồi một người già cỡ đó thì cũng như cái đèn sẽ tắt khi hết dầu thôi. Vậy thì tốt hơn hết là nhân cơ hội thuận tiện này phải hỏi ý kiến bà để giải quyết vấn đề cho xong. Khi thím mất, nếu mai táng thím cùng mộ chú con, thím nghĩ sao? Ai cũng cho là vị trí phần mộ chú rất lý tưởng. Bà Hàn tức thì chĩa cho thằng cháu cái nhìn nảy lửa. Không bao giờ, ta biết đó là chồng tao, nhưng ta không muốn nằm cạnh ông ấy, Tại sao chết rồi tao lại đi gần một thằng đàn ông Trong khi tao sống trinh tiết Trong gần bảy chục năm trời Sườn cốt ông ấy đã mục giữa rồi Không còn dấu vết gì Trời đất Mộ của một thằng đàn ông Khiếp quá Ta không bao giờ muốn nghe nói chuyện đó nữa Mày hiểu chưa Mặt bà đỏ rực lên như mặt con gái Không chỉ vì cơn sốt Rồi bất chợt giật nảy mình bà la lên Cút khỏi đây ngay Mày có cái gì hôi rình vậy Tụi đàn ông bây giống nhau quá Đứa nào cũng thối À cây mùi này Thật không chịu nổi Tay bà làm giống đuổi anh ta ra Mũi bà nhăn lại Và không đợi gì thêm Bà quay lưng Sau ba ngày Bà Hàn có thể rời khỏi giường bệnh Hôm đó là một ngày xuân êm à Bà đi thăm của em dâu Bà ăn bận ấm áp Áo áo choàng Đây là lần ra ngoài đầu tiên từ khi bị cản Đốt lửa trong bếp Và quét nền đất xong Bà Phúc đặt bà Hàn nằm chỗ ấm nhất trong phòng. Dạo này hình như chị bị bệnh hả? Ừ, bệnh ba ngày. Liền sau lần cuối gái đây. Thường thì chị mạnh khỏe mà. À không, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Để chị coi, chị còn thọ hơn em. Mà sống lâu như vậy làm chi Từ đây tới đó Còn vui thú gì nữa Nếu chết thì tôi cũng không có gì tiếc rẻ cả Dẫu sao cả đời chị Chẳng bao giờ có gì lo âu đau buồn Đúng vậy Cả đời tôi không biết xấu hổ là gì Bà Phúc tiếp tục xe sợ Một bà hóa Mất chồng khi còn trẻ mà sống như Chị là quả ngoại lệ Bà Phúc ngừng tay chốc lát Vẻ mơ màng Nhưng chị biết không có một trường hợp khác xa của chị Bà vừa nói vừa hướng mắt về phía bà Hàn Đất dưới gối vừa được quét sạch Vậy mà bà Hàn khám phá ra có ít bụi Bà thổi đi, có vẻ vật ý Cái nhìn của bà lướt từ những trái bầu Trái bí chất đống trong góc Tới đống rẻ rách rải rác trên chỗ đất ít được sưởi ấm Làm sao nó có thể để căn phòng trong tình trạng như vậy Khi mà nó chỉ có một mình bà phúc ngần ngừ như thể kể câu chuyện này là không phải nhưng rồi cũng thốt ra trong đời này có một bà hóa khác bà đã kết hôn với một cậu con trai thực tế chỉ là một thằng bé con cậu chồng bé con của cô còn đi học học chữ tàu cổ cậu viết chữ rất đẹp cô ta thích chữ viết của chồng hơn chính anh chồng đối với cô niềm vui duy nhất của cuộc hôn nhân là cất giữ cẩn thận những chữ viết của chồng Mùa hè sau ngày cưới 2 năm Cơn dịch thương hàn làm chết nhiều người ở các làng trong vùng Người chồng cũng không thoát khỏi Cậu ta chết sau 10 ngày bị sốt Người vợ cố hết sức để cứu chồng Ngay cả chặt một ngón tay cho chồng uống máu tươi theo lời nguyền của các cụ Nhưng mọi cố gắng đều vô ích Cô mang tang chồng trong vòng 3 năm Thỉnh thoảng đem những chữ chồng viết ra Vừa lặng lẽ ngắm nghía vừa chua sót nghĩ tới thân phận mình Bố mẹ chồng cô là điền chủ khá giàu có Để giúp họ Cô làm lụng cực nhọc Ở nhà cũng như ngoài đồng Một năm trời đại hạn Mọi người trong gia đình đều phải góp hết sức mình Để ngày đêm tưới nước cho đám ruộng gần con suối cạnh làng Một bữa khuya Người quán phụ trẻ chợt thức giấc Cô ngài có tiếng động Hình như có người mở cửa phòng Cô nằm bất động Câm lặng trong bóng tối Cô cảm nhận rất gần hơi thở khan khàn đàn ông Cô thử ngồi lên Một sức mạnh đè lên ngực cô Sức nặng của hai bàn tay chai tráng Cô muốn la lên Nhưng có cái gì làm cô ngừng tay lại Đó là mùi nước bùn Đến từ một thân thể người vừa tắm sông Người quá phụ trẻ cảm thấy không còn sức lực Không nghi ngờ gì nữa Đích thị là anh ta rồi Từ mùa xuân Nông trại bố mẹ chồng có thêm hai cánh tay giúp sức của một người bà con xa một cô tử nhỏ Anh ta đi đó đây khắp các vùng xa xôi rồi trở về cố quận Dù sao nông trại cũng cần người Cậu em trai chồng không thể kham nổi mọi việc một mình Vậy là họ thuê anh Anh có cái sáng dấp song dòng cao Mũi rõ nét Tánh tình trầm mặc ít lời Không bao giờ dính vào những cuộc trò chuyện tầm phào Người ta nói anh đã từng làm tá điền ở nông trại nào đó trong một thời gian Nhưng vì không hợp với chủ anh đã bỏ ông ta giữ ruộng trong một ngày đẹp trời rồi ra đi không thèm nhận tiền dù là lương của rất nhiều năm thỉnh thoảng cô và anh tình cờ gặp nhau ví dụ trong sân cái nhìn của người quá phụ trẻ bắt gặp cái nhìn của người đàn ông một cách nhìn rắn rỏ như chưa bao giờ cô có thể nhìn thấy trong mắt cậu chồng quá cố còn tìm quá phụ rộn ràng và mặt cô nóng bừng mấy hôm nay người đàn ông rất bẩn bịu Cùng làm với ông bố chồng công việc dẫn thủy Đêm đó cũng vậy Anh ta cũng phải lao dịch Dưới thân thể của người đàn ông có một nước buồn Cô ráng suy nghĩ Nếu cô chết đi Thì mọi việc sẽ tự dàn xếp trong chút lát Cô sẽ tự tử Ừ Cô muốn làm thế lắm Chầm mình hay treo cổ Tốt hơn hết là Nuốt chất sút hóa học dùng để rửa chén Sáng hôm sau vào kho chứa đồ Cô Dầu nắp cái đậy cái bình vẫn được rút ra Nó trống rỗng Cô trực nhớ là mẹ chồng đã cho bà hàng xóm mượn hôm qua hôm kia gì đó Vậy là phải chờ tới lần họp chợ tới Đêm sau cô khoáng phòng mình bên trong Dĩ nhiên là giấc ngủ không đến Cô cố vảnh tay nghe từng tiếng động Không dừng được Và cô giật thót người khi những con chim đêm tứng đậu trên mái trước Cuối cùng cô giải quyết bằng cách bỏ móc khóa ra cửa nếu vạn nhất người ta tới và bị cửa khóa tiếng động của cái móc Sẽ làm ồn đến tận phòng bố mẹ chồng Điều đó còn nguy hơn nữa Ngày đông chợ Bàng xóm trả lại chết suốt đá mượn Cô nấu hết chăn màn trong nhà Và giật mình nhận ra là không biết được bao giờ Cô cứ mang tâm trạng trở đêm xuống Khi nhựa xuân tràn trề trên các cây liễu gần con suối trước nhà Vòng eo của người quá trẻ tròn trịa trông thấy Cô xít chặt thắt lưng thêm chút nữa một hôm trong bóng đêm Người đàn ông thì thầm Mình đi khỏi đây đi Đi lập nghiệp chỗ khác Ở những tỉnh mà hợp tác xã lo việc dẫn thủy Đời sống sẽ dễ dãi hơn nhiều Ở đây khi thì nhiều nước quá Khi thì lại không đủ Cô im lặng vùi trong bóng tối Nhưng trong thâm tâm cô đã lấy quyết định rồi Điều gì tốt cho anh ấy cũng sẽ tốt cho cô Và cái xấu cũng vậy Họ chọn đêm cuối cùng của tháng Một đêm không trăng Người đàn ông đi trước ngoài cửa Chờ cô ở chân đi Phía ngoài làng Cô chờ đến tiếng gà gáy lần thứ hai Mới rón rén bước ra khỏi phòng Cô bước xuống bực đá gạch cửa Rồi với những bước chân chó sói Trong sân Cô hướng về phía cổng Nhưng thỉnh lình cô khựng lại Dạo ông bố chầm trầm và nghiêm khắc Từ phòng chính vào đến tận chỗ cô Bà đừng xía vào Tôi cũng đã nhận thấy ít lâu nay rồi Mẹ chồng đáp lại nhưng cô nghe không rõ Giọng đàn ông nói tiếp Dù gì thì nữa Thì bà cũng im đi Nếu không tôi sẽ lấy gì Trẻ vớt dọn nó ra Cứ để mặc tôi làm Bỗng chốc người quá trẻ cảm thấy lương tâm thức dậy Cô tự nhủ Cô không có quyền bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Phải chờ tự ông bố chồng quyết định lấy Phải không Cô trở về phòng và cảm thấy chưa bao giờ lòng mình thanh thản đến thế Anh ấy cứ đi Ừ, trong tận cùng thâm tâm Cô hy vọng là chờ lâu quá Người đàn ông sẽ chán nản bỏ đi một mình Nhưng người đàn ông quay về trước khi trời sáng Anh hồn hền hỏi cô chuyện gì đã xảy ra Anh tưởng là cô bị ông bố chồng giữ lại Anh đặt dấu hòn đá to mà anh đã chuẩn bị Để chống cự với ông nếu cần Vừa sung sướng với anh trở lại Vừa kinh hoàng Cô khóc gặp người Cố gỉm tiếng nấc Ngày hôm sau Lợi dụng lúc nghỉ tay Ông bố chồng dặn cô là từ nay Thôi đừng ra giếng đến nước nữa Ông nói với giọng hết sức dịu dàng Làm cô cả khiếp Cô thích nghe cái câu mà cô đã tình cờ nghe được đêm trước hơn Đầu mùa hè Cô khai hoa nở nhụy May quá nửa đêm Chỉ có vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời Cô sinh nở không khó khăn gì Trên lớp rơm Và tự mình cắt lấy cuống rốn người đàn ông đi vào anh giang tay về phía đứa bé hãy còn dính máu và cựa quậy tứ tung dưới ngọn đèn leo lét người quán phụ trẻ bất chợt đưa tay ngăn cản anh đứa bé này nhất định phải vất nó trong góc núi nào đó hoặc bên bờ suối họ đã đồng ý với nhau như thế rồi mặc dầu chưa bao giờ thốt ra tiếng nào nhưng cô muốn giữ đứa bé sống ít nhất cho tới khi bắt buộc phải bỏ rơi nó Người đàn ông bắt đầu bọc nó trong dơm Vẻ khó khăn Cô bèn nảy ra một ý Cô mở tủ lấy ra một đống giấy Những tờ giấy nháp của cậu chồng qua cố Cô tỏ vẻ không thích giải gì, gì Ngược lại còn cảm thấy biết ơn May sao có đống giấy này Để bọc đứa trẻ sư sinh Người đàn ông ra khỏi phòng Đưa bánh trên tay Người quán vụ trẻ nghe tiếng bước chân Ở bực cửa nhà Ông bố chồng trong trước mắt Cô thấy lưỡi dìu lóe sáng Chính cô phải nhận nhát dìu đó Vội vàng xô mạnh cửa Cô lao ra đứng chắn giữa bố chồng Một người đàn ông Với vẻ tự tin tuyệt vời Ông bố chồng đưa cho anh cái thư Tới địa chỉ này Hình như là cháu ta vừa mới sinh mà đứa bé chết Mày gửi đứa bé cho nó Giọng ông trầm tĩnh đáng nể Vậy mà tay cầm lá thư run bần bật dưới trăng Một ánh sáng sống động trong mắt người đàn ông Cầm cái thư không nói lời nào Anh quay lưng bỏ đi Còn mày Vào ngủ đi con Lát sau cô nghe tiếng bố chồng tự tay khêu lửa trong lò Đêm đó ếch kêu ồm ộp vang rền trong cánh đồng trước nhà không ngớt Một tháng sau bố chồng nói với cô là dưới đó Đứa bé khỏe mạnh Không thiếu sữa Vào khoảng đứa bé đầy năm Ông báo tin với con dâu là nghe đâu bố thằng bé đã lấy nó lại cách đó mấy hôm. Đêm đó một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên trời và tiếng ếch vang rền suốt đêm trong đám ruộng trước nhà. 20 năm trôi qua, bà mẹ chồng chết, rồi năm sau ông bố chồng cũng đi. Mấy ngày trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông gọi con dâu đến bên đầu giường. Bố đã phạm tội nặng với con. Hồi đó bố chỉ nghĩ tới việc cứu vãn danh dự gia đình. Tiếp theo là bố ân hận Nên bố đã nhờ người dò la tin tức cha thằng bé khắp nơi Nhưng bố tìm không ra Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại Ông cố giữ hai mi khép chặt Nhưng vối Nước mắt trào ra Không đâu mà bố Cô nghĩ là chính cô đã làm khổ ông bố già gây gớm Cô cúi xuống vùi đầu vào cạnh sườn nông cụ để trông cụ máu Cô đã chặt đứt ngón nhẫn bàn tay mặt Muốn bố lành bệnh Đáng lẽ cô phải biến hết máu mình Sau cái chết của bố chồng Cô để căn nhà rồng rãi cho em chồng Cất một căn nhà tranh ở làng Dưới vào đó Hè năm ngoái một hôm đã trễ lắm rồi Sau khi nhổ hết mấy luống khoai cuối cùng Bà tính chuẩn bị bữa tối Thì nghe tiếng gọi của một người lạ mặt sau cánh cửa đan mắt cáo trong bóng râm buổi tối một người đàn ông đứng tuổi hỏi bà có thể cho anh ta qua đêm không vì căn nhà nằm ngay lối vào làng thỉnh thoảng khách đi đường xin vào tá túc ăn tối xong người khách không quên khen món canh khoai anh đốt một điếu thuốc ra hỏi thăm bà phúc nào đó có xứng trong làng này không bà quán phụ cảm thấy tim mình thót lên với bàn tay run rẩy bà kêu thêm ngọn đèn à cây mũi cái sống mũi rõ nét này Không chú ý bà thổi tắt đèn đi Người khách tưởng là vì tuổi tác Tai bà cụ ngấy nãng không nghe Nên hỏi lại là bà cụ Phúc có giống trong làng này không Giọng bà run run Bà ấy chết lâu rồi Cháu cũng nghĩ vậy Anh thổi một hơi khói dài Bà quá thấy tiếc là đã tắt đèn Nhưng lại không có can đảm để thắp lại Bà cũng thấy tiếc là đã trả lời như vậy Bà có cảm tướng... Mấy tiếng đó đã làm bà mất vĩnh viễn những gì quý báu nhất đối với bà Nhưng lát sau bà lại nghĩ là thôi Như vậy tốt hơn Kỷ niệm trong cơn hấp hối của bố chồng trở lại trong trí nhớ Bố đã phạm tội nặng với con Hồi đó bố chỉ nghĩ cứu vãn danh dự gia đình Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại Không đâu mà bố Bà quá bước ra ngoài Trăng lưỡi liềm sáng trên trời tiếng ếch ổ mộp vang rền vẳng lên từ các thửa ruộng người khách theo bà ra sân như thế anh ta cũng vậy cũng không muốn ngủ anh ngồi bên cạnh bà quá rất lâu không nói gì khi ngồi như vậy kỷ niệm với cha cháu là trở về cha cháu có thói quen ngồi trong sân những đêm mà ếch kêu rền như đêm nay tới nỗi khuya cũng không biết cháu cũng vậy cháu cũng có thói quen đó hồi nào không ngay cha cậu mất được bao giờ hôm nay là 7 ngày rồi trước khi mất cha cháu cho biết là cháu có một người mẹ trước giờ cháu có tưởng mất mẹ từ nhỏ cha cháu nói tên làng mẹ cháu ở và tên mẹ cháu khi cái lễ thứ ba làm xong cháu chạy thẳng tới đây mà mẹ cháu lại còn không còn trên đời nữa còn bác bác biết rõ mẹ cháu chứ dĩ nhiên tôi nghĩ bây giờ trong làng này chắc còn tôi là người duy nhất biết bà cụ bốn chục năm rồi đấy khi tôi nghĩ tới ngày đó ngay cả hôm nay ngay cả hôm nay bà quá phải cố gắng lắm để tiếp bác ấy rất đáng yêu tìm ngôi mộ đó có khó không bác bà cụ gật đầu trong bóng đêm dĩ nhiên bốn chục năm rồi còn con cái cậu có mấy đứa con? Cháu có ba trai, hai gái. Thằng con lớn đã bắt đầu làm việc năm nay. Cháu nghĩ vậy là cha cháu cũng sắp được nghỉ ngơi chút đỉnh. Vậy mà cha cháu lại mất rồi. Cha cháu chỉ có cháu và tự giết mình bằng cách làm việc quần quật suốt đời. Chỉ tới tảng sáng thì bà cụ mới ngủ được. Một giấc ngủ đầy mộng mị Mới đứa cháu nội đông đúc như đàn ếch trong cánh đồng trước nhà chúng nhảy múa vui vẻ chung quanh bà và la hét thật to như đàn ếch bà nội thoát được khỏi chúng và đi trốn mặc dù chúng thâm tâm lại không muốn rời xa chúng chút nào bà khóc vì mùi lòng và hối tiếc buổi sáng khi bà sửa soạn bữa điểm tâm thì người khách trọ quát sân bà này nì anh đừng làm nhưng anh cứ tiếp tục anh bảo là đó là việc anh làm mỗi ngày nhà và anh không thể ngồi yên chẳng làm gì Giờ anh hỏi bà có muốn anh bỏ khoai Nằm góc sân vào bao không Anh lau từng cái một Gỡ rất còn dính rồi bỏ vào bao Xếp vào kho thấp Bà không thể không nhìn Từ cửa bếp Người đàn ông bản tính tự tin này Khi anh sắp tử giã Bà biếu anh hai trách bầu buộc vào nhau bằng một băng vải thoản nhiên anh từ chối Anh không thể nhận quà của một người mà anh chưa cảm ơn Đủ đã cho anh tán túc qua đêm nhưng vì bà cô cứ ép mãi nói là mới che bầu tốt nhất hái từ năm ngoái về ăn cho hết anh đành nhận lúc anh bước qua cánh cửa đan mắt cáo bà gọi à này từ tối qua bà muốn biết anh ta cơ ngủ ở đâu nhưng khi anh ngừng bước và quay về phía bà bà chỉ tiến tới gần và vuốt nhẹ lên lưng anh như phổi bụi rồi bà sửa lấy vé áo khoác của anh bất chợt anh la lên và nắm lấy tay bà trời đất cha cháu nói là mẹ cháu cũng có ngón nhẫn bàn tay trái bị cắt bà cụ run rẩy toàn thân lấy hết can đảm chìa cho anh ta xem bàn tay ô bác hy sinh luôn cả ngón nhẫn bàn tay phải hai tay bác cho thấy là đời sống bác thật không dễ chút nào anh tự nhủ nếu mẹ mình còn sống Hẳn cụ sẽ giống hệt bà cụ này Người khách quay lại nhìn nhiều lần Ngay cả khi đã ra khỏi làng Xa hơn Anh còn dừng trên khúc đường ngoằn ngoèo Dẫn tới đèo còn ngoá nhìn lại Bà hóa không còn Sức đứng vững nữa Phải tựa người vào hàng rộng Chị à Vâng Còn có một bà quá trẻ khác Bà quá trẻ như vậy đấy Hai bàn tay xe sợi những bàn tay thiếu mất hai ngón đưa ra một lát như bị đóng đình miệng hé mở bà hàn đã ngủ chỉ có chờ mới biết từ lúc nào quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề bà quá quý vị hãy để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện bằng cách bình luận phía dưới mỗi video của chúng tôi nhé còn bây giờ thời lượng phát sóng của các chuyện xin được tạm dừng tại đây xin được hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai khung giờ quen thuộc của chúng tôi bằng cách bấm like follow và đăng ký kênh để chúng ta lắng nghe được những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa xin chào chúc quý vị có một đêm ngon giấc